Thời gian qua, hệ thống camera giám sát giao thông được thành phố Tây Ninh lắp đặt trên nhiều tuyến đường để giám sát, ghi hình và thu thập thông tin về tình hình giao thông tại các tuyến đường, xử phạt hành vi vi phạm giao thông bằng hình ảnh, giúp cảnh sát giao thông thành phố phát hiện và xử lý các lỗi vi phạm. Đồng thời, qua hệ thống camera giám sát đã tác động đến ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, góp phần bảo đảm tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn. Việc ứng dụng AI vào hệ thống camera giúp nâng cao hiệu quả hoạt động với nhiều tính năng như nhận dạng biển số xe, phát hiện phương tiện vi phạm tín hiệu đèn giao thông, tốc độ, cảnh báo tai nạn giao thông, nhận diện khuôn mặt, nhận dạng đối tượng, cảnh báo đối tượng xâm nhập trái phép. Công an thành phố thì thực hiện tốt cái chỉ đạo của ban giám đốc, của ủy ban dân về cái thực hiện xử lý vi phạm hành chính qua hệ thống camera phạt nguội. Hiện nay thì đã tổ chức lực lượng triển khai để mà khai thác sử dụng hệ thống. Kết quả thì hiện nay đã trích xuất được hơn 5.000 trường hợp vi phạm, đồng thời thì gửi thông báo về cho chủ phương tiện để thực hiện cái việc xử lý vi phạm hành chính. Thì qua đó thì đã thu được hơn 1 tỷ đồng tiền phạt. Đối với công tác xử lý vi phạm hành chính qua hệ thống camera phạt nguội thì có một số vấn đề chú ý. Thứ nhất là người vi phạm thì có thể thực hiện xử phạt tại nơi phát hiện vi phạm hoặc tại nơi cư trú của mình, tức là thực hiện tại đội cảnh sát giao thông công an cấp huyện nơi mình cư trú, nếu như mà mình không có điều kiện để mà đến cái nơi phát hiện vi phạm. Thứ hai thì theo quy định của Bộ Công an mới chỉ đạo thì người vi phạm phải có xác nhận của chủ phương tiện, nếu trường hợp người vi phạm không phải là chủ phương tiện. Và thứ ba thì người dân phải chú ý là phải thực hiện hết các cái vi phạm được phát hiện trên hệ thống thì mới giải tỏa được cái đăng kiểm hoặc là đăng ký phương tiện. Theo thông tư 24 năm 2023 của Bộ Công an, tổ chức cá nhân vi phạm trật tự an toàn giao thông mà không chấp hành quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông thì chưa giải quyết đăng ký xe, sau khi chấp hành xong thì được đăng ký xe. Còn theo quy định tại thông tư 32 năm 2023 của Bộ Công an, những người vi phạm trật tự an toàn giao thông mà bị phát hiện qua hình thức phạt nguội thì sẽ gửi thông báo cảnh báo phương tiện cho cơ quan đăng kiểm. Thời gian tới, Công an thành phố sẽ tham mưu Ban An toàn giao thông thành phố chỉ đạo tất cả các ban ngành trên địa bàn tăng cường công tác tuyên truyền hệ thống camera giám sát về phạt nguội giao thông để nâng cao ý thức của người dân. Đơn vị cũng sẽ tổ chức lực lượng để khai thác, sử dụng có hiệu quả hệ thống đã được trang bị. Công an thành phố Tây Ninh thì khuyến cáo người dân nên phải chấp hành tốt các quy định của pháp luật về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Vì hiện nay theo dõi thì hệ thống camera giám sát trong lĩnh vực bảo đảm trật tự an toàn giao thông phát hiện rất là nhiều trường hợp vi phạm, và thực tế đã có rất là nhiều tổ chức cá nhân bị ghi vi phạm nhiều lần. Các vi phạm chủ yếu thì là thứ nhất là cái không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, đi không đúng phần đường, làn đường, chạy quá tốc độ, không đội mũ bảo hiểm. Và hiện nay thì ở một số cái địa phương khác thì cũng tiến hành xử lý vi phạm hành chính qua cái hệ thống camera giám sát phạt nguội. Đối với những địa phương khác thì có trang bị thêm những cái hệ thống tự động phát hiện những cái hành vi khác nữa, thì cũng thể chuyển về thành phố cũng phải có xử lý vi phạm những cái hành vi đó. Khi thành phố mình mà triển khai phạt nguội vậy cũng tốt, giữ gìn trật tự giao thông cho nó tốt cho người dân, giảm thiểu được tai nạn giao thông là điều rất là tốt cho xã hội. Thôi người tham gia giao thông có ý thức là không thôi, nhưng mà dù không có camera thì mình phải nên chấp hành. Việc đẩy mạnh đưa vào khai thác sử dụng hệ thống camera giám sát giao thông, an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh sẽ góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành, quản lý nhà nước về đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông tại địa phương.